Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới an lành và hạnh phúc. Và để tiếp nối hành trình ở quận 4 ngày hôm nay, em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi về một con đường mà nơi đó ngày xưa cũng gắn liền với tuổi thơ của chú anh chị. Đó là con đường Bến Vân Đồn. Và trước mặt chúng ta đó là tòa nhà Sài Gòn Royal, một cái building của Novaland rất là lớn ở quận 4 này. Và chúng ta đang ở đây là đường Nguyễn Trường Tộ. Và thẳng trước mặt chúng ta đó là cây cầu móng và con đường Bến Vân Đồn. Theo hướng ngược lại, chúng ta sẽ đi về chợ Xóm Chiếu, đi ngang qua Hoàng Diệu, đi đến chợ Xóm Chiếu luôn ha. Con đường ngày hôm nay rất là lớn, với 4 làn xe và có một hàng cây ở giữa. Và Sài Gòn bây giờ là 7 giờ rưỡi hơn, và hôm nay sẵn tiện đi làm về rồi rảnh rỗi, em dẫn cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng lang thang một vòng rồi mình về nhà ha. Mình đi tới tí đó là đường Bến Vân Đồn, phía trước mặt chúng ta đó là cây cầu móng đó bắc qua bến Chương Dương. Nhìn lại khung cảnh cây cầu móng ngày hôm nay, nếu mình quẹo phải thì chúng ta sẽ đến cầu Khánh Hội. Và chúng ta sẽ quẹo trái là đi đến cầu Nguyễn Văn Cừ luôn ha. Và mình đang đi ở đây là đầu đường Bến Vân Đồn. Ngày xưa thì đường Bến Vân Đồn này có một dãy nhà sàn bên cánh phải, nhưng mà ngày hôm nay thì dãy nhà nó không còn. Để em dừng lại cho cô chú anh chị xem rõ hơn ha. Dãy nhà bên cánh phải nè, dãy nhà sàn ven sông. Nhưng mà ngày hôm nay thì đã lấy những hình ảnh của cái bờ kè, công viên rất là mát mẻ. Và nhìn bên kia sông đó là con đường Võ Văn Kiệt, và đi qua hầm Thủ Thiêm. Ngày xưa thì cái đoạn này em còn nhớ là bán rất là nhiều cây kiển. Mấy bạn trẻ bây giờ còn nhỏ mà chạy xe ẩu quá nè, không đội nón bảo hiểm chạy lên văng hàng 2 hàng 3 chạy ngoài đường. Và cái tòa nhà lúc nãy chúng ta nhìn đó là bên đây, mấy cái lốc Novaland luôn. Đối với quận 4 thì con đường này ngày nay là con đường vàng đó, với rất nhiều building, rất nhiều cao ốc chọc trời ở đây. Và đi tới một tí nữa thì chúng ta có cái cao ốc M, ngay đó là chợ Hãng Phân đó ha. Con đường Nguyễn Ngũ Hào. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Mình sẽ không lên cầu ha. Nếu mình chạy lên cầu là đi lên cầu Km đó, đi về quận nhất. Còn mình đi ở bên cánh trái này thì tiếp tục đi trên con đường Bến Vân Đồn. Và con đường Bến Vân Đồn này ngày nay rất là đẹp. Chúng ta nhìn thấy những hình ảnh đèn đuốc, đại lộ không thua kém gì ở bên quận nhất. Đối với quận 4 ngày xưa thì các anh chị có một cái suy nghĩ là một cái quan niệm là quận 4 là một nơi vùng đất dữ và vùng đất nghèo. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có cái nhìn khác rồi. Khi mà du khách hay đến Sài Gòn thì ít nhất mình cũng phải đi vào quận 4 để thưởng thức một cái món gì đó cơ bản nổi tiếng, đó là món ốc ốc tô, xóm chiếu và phá lấu và rất nhiều món ăn khác. Có lẽ người quận 4 nấu ăn rất là giỏi nên thành ra quận 4 đồ ăn phong phú và đa dạng. Các bạn thấy con đường về đêm lên đèn đẹp chưa? Bên phải mình là nhánh để lên cầu Cá Mét đó, đi từ hướng cầu Nguyễn Văn Cừ về, đi từ dưới đường đó, dốc này đổ xuống. Nếu chúng ta đi từ quận Nhất qua đó, mình dừng lại để các anh chị có thể nhìn rõ hơn cái hình ảnh của cái building chữ M. Chúng ta nhìn bên cánh trái nè. Cái building này bên dưới thì hiện tại chưa có sử dụng nhiều, với lại chưa có người thuê, do chưa người thuê đó. Và chúng ta nhìn bên kia đó là con đường Nguyễn Ngũ Hào, chợ Hãng Phân, nơi đó có cư xá Khánh Hội. Đây là cuối đường Nguyễn Ngũ Hào ha, giao với Bến Vân Đồn. Và building ngày hôm nay rất là cao. Ngày xưa ở đây có kho phân đó. Theo em tìm hiểu là vậy nha. Trường cà phê chưa? Thì cũng có một số căn thì chưa có người ở, nhưng mà chúng ta nhìn thấy đa phần là có người ở hết rồi ha. Và xen kẽ đó thì cũng có những cái căn mà cho thuê đó. Thuê để làm văn phòng. Họ có để bảng trên ngay ô cửa sổ nhà của người ta đó. Bọn ta nhìn qua bên phải tí xíu nữa có một cái building nữa, đó là building của Novaland. Bọn mình nhìn lại những hình ảnh Bến Vân Đồn nè. Có lẽ các anh chị đã xa Sài Gòn rất lâu thì hôm nay những hình ảnh này chúng ta sẽ thấy rất là khác lạ đây. Nếu em không nói ở đây là đường gì chắc là anh chị cũng không có nhìn ra. Đây là Bến Vân Đồn. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Phía trước chúng ta đó là cây cầu Ông Lãnh, một cây cầu bắc qua từ quận 4 qua quận Nhất. Theo những hình ảnh tư liệu thì ngày xưa cây cầu Ông Lãnh đổ dốc qua quận 4 thì có cái nhánh rẽ trái, đi xuống đường Bến Vân Đồn. Và đây hướng này đi qua quận Nhất nè. Và nhìn thấy những hình ảnh này không thua kém gì ở nước ngoài đâu ha. Con đường rất là đẹp. Sài Gòn lên đèn rất là đẹp. Và mình đi tới một tí nữa thì có một cái nhà thờ. Có lẽ nếu các anh chị và các bạn ở quận 4 ngày xưa thì có lẽ ai cũng biết nhà thờ này. Và nhà thờ này về đêm cũng lung linh, không thua kém các nhà thờ khác ở các quận khác. Đó là nhà thờ Khánh Hội. Đó, trước mặt chúng ta đó là nhà thờ Khánh Hội. Và ngày xưa kế bên nhà thờ Khánh Hội thì có một cái hãng thuốc lá, đó là nhà máy thuốc lá Khánh Hội. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó đã thành một cái building của Novaland luôn. Building chọc trời luôn. Cạnh đó là cầu Ông Lãnh. Building nè, building nhà máy thuốc lá Khánh Hội ngày xưa đây nè. Building này thì bề ngang thì không có, bề dọc thì không có dài, nhưng mà được có cái bề ngang. Tôi thấy theo chiều dọc của cái dốc cầu Ông Lãnh. Nhà thờ Khánh Hội nè. Về đêm thì cũng lung linh. Để hôm nào em đi làm về sớm đi vô đây để các anh chị có dịp chúng ta khám phá ha. Và hôm nay cũng hết giờ đi vô rồi nên thành ra nhà thờ đóng cửa rồi. Cũng vẫn là cái tháp chuông như ngày nào, những hình ảnh vẫn như ngày xưa, nhưng mà bên phải thì khác ngày xưa hoàn toàn luôn nè. Những dãy nhà bán cây kiển, bán cá kiển không còn nữa. Đó, thấy cái sáng mút, cái xe múc đất ở dưới kênh Bến Nghé. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Có anh chị cô chú thắc mắc, tại em hay nói low cost ở Sài Gòn, nhưng mà cái từ ngữ low cost ngày xưa là dùng để chỉ cái low cost của thời chiến, có một tấm bê tông ở giữa đường và có những cái lỗ để chĩa súng ra. Nhưng mà ngày hôm nay cũng có những cái tấm che ở giữa đường nhưng mà không có chĩa súng nữa. Đó là công trình làm đường đó, người ta dựng lên để rào chắn cho công trình bên trong. Ở Việt Nam người ta hay gọi vui là lô cốt. Ở khu này cũng có mấy căn nhà xưa, cũng có cái đình Khánh Hội. Có lẽ mình đã chạy qua cái đình Khánh Hội rồi. Rồi ta đi tiếp ha. Sài Gòn hôm nay khí trời cũng rất là mát mẻ. Buổi chiều nay mưa, mưa lâm râm, không có lớn nhưng mà ồ qua một cái thì hết, nên thành ra em về trễ rồi. Sẵn đi cái đường này cũng đẹp, chia sẻ cùng các anh chị xem chơi. Biết đâu trong những hình ảnh này các anh chị cũng có cái nhìn khác hơn về cái hình ảnh Bến Vân Đồn ngày xưa. Có một số anh chị ngày xưa đã từng ở đây và chia sẻ là ngày xưa tôi ở Bến Vân Đồn này, ở những cây cầu Dừa, cầu Chuông, cầu Kiếu. Thôi những cái hẻm đó, những cái hẻm nghèo nhất thế giới, nó phải nói là cái hẻm nghèo mạt rệp. Nhưng mà ngày hôm nay thì không hề nghèo chút nào cả. Nhưng mà tuy là những ngôi nhà trong đó họ chưa có xây mới, nhưng mà đời sống bây giờ cũng được nâng lên rồi, không đỡ hơn ngày xưa. Và chúng ta thấy con đường này ngày hôm nay rất là đẹp. Cái mặt tiền thì rất là sang trọng, với những building, với những cái nhà cao ốc, nhà lầu. Và cái hình ảnh đẹp đó nó cũng ảnh hưởng nó về phía sau những cái building đó. Ngày xưa thì trong đó người ta hay gọi là ổ chuột, nhưng mà nhờ con đường này đẹp nên cũng kéo theo hình ảnh bên trong những cái ổ chuột đó trở nên đẹp hơn. Và hôm bữa mình có đi vào rồi đó, mình nhìn thấy trong đó cũng sạch sẽ chứ không có đến nỗi tệ. Ông ta nhìn bên kia là quận Nhất nè, bên kia là cầu Kho đó. Sẵn đây cho các anh chị cùng nhìn về khu cầu Kho bên kia. Sài Gòn cũng lung linh về đêm với những ánh đèn, với những chung cư, với những building. Chỉ cách một con sông thôi. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Và chúng ta đứng ở đây là giao lộ của đường Nguyễn Khoái và Bến Vân Đồn. đường Nguyễn Khoái bên cánh trái nè. Đi thẳng Nguyễn Khoái thì mình sẽ đi ra đường Tôn Thất Thuyết. Ra chợ Đò Long Kiển. Nếu mình đi ban ngày thì cái hình ảnh Bến Vân Đồn cũng đẹp nhưng mà không có nổi bật. Nhưng mà mình đi ban đêm thì nhờ những ánh đèn này nên thành ra rất là nổi bật cái hình ảnh của khu đô thị mới. Lô Cốt này lại có Lô Cốt nữa nè. Công trình liên tục. Có lẽ họ đang làm cái đường cống thoát nước đó. Đó, chúng ta nhìn ở đây có một cái building cũng rất là đẹp nè, mà phía dưới cũng có đầy đủ các dịch vụ như là cà phê Starbucks, tòa nhà TNL Plaza. Đây đèn chói quá nên là nó bị ngược nắng ngược sáng. Tôi thấy building đẹp chưa. Dưới đây đèn quá trời. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Đối với con đường này thì có cơ bản em nhớ 3 cây cầu, cái cầu Kiếu, cầu Dừa, cầu Kiếu, cầu Dừa, ô 2 chứ. Ngày nay thì còn 2 cây cầu thôi, cầu Kiếu, cầu Dừa. Còn cầu Chuông thì nằm ở chợ Cầu Cống. Ngày xưa quận 4 có rất nhiều con rạch nối từ dòng kênh Bến Nghé này len lỏi khắp quận 4, nhưng mà ngày nay thì không còn nhiều nữa, chỉ vài con rạch nhỏ nhỏ thôi. Và cũng các nhà ở đây họ cũng lấn riết rồi, cái dòng kênh nó cũng không còn. Chúng ta xích tới đó là cây cầu Kiệu. Thẳng cầu Kiệu mình sẽ đi lên cầu Nguyễn Văn Cừ, đi về quận 5 luôn. Cầu Kiệu nè. Bên cánh trái hôm bữa chúng ta có đi vô hẻm đó. Cái hẻm đó không với con đường Tôn Thất Thuyết, nhưng mà hôm bữa em không có đi vô sâu nên đã tưởng đâu là tới đó là đường cùng, nên thành ra em không có đi qua. Hôm nào mình sẽ đi xuyên qua thử để các anh chị bạn xem chơi cho vui nha. Và xóm nhỏ về đêm thì tối thui nha. Đó chúng ta thấy tối thui nha. Nước lên nữa. Bên này nước lên cao, nếu mà nhà nào mà thấp là ngập luôn. Đó, cuối đường Bến Vân Đồn rồi nè. Khu cuối đường này không còn nhà nữa ha, trở thành một cái công viên ở đây rồi. Đó, và ngày nay có thêm một cây cầu để đi qua quận 5 và quận 8. Đó, chúng ta đang chạy lên cầu Nguyễn Văn Cừ nè, quẹo phải xuống cầu đó là chợ Nancy đó, đường Nguyễn Văn Cừ, đường Cộng Hòa đó. Ngày xưa thì không có cái cầu này, cũng không có cái nhánh rẽ này, nên thành ra từ quận 4 mà chúng ta không thể nào đi qua quận 5 cách phương tiện thế này được. Rồi một số hình ảnh ở con đường Bến Vân Đồn chia sẻ cùng cô chú anh chị. Hy vọng qua video clip này thì các anh chị cũng có một số hình ảnh để chúng ta cập nhật về quận 4 ngày hôm nay. Nhân đây em cũng xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng luôn vui khỏe, an lành, hạnh phúc, có một mùa Noel thật là ấm áp bên người thân và gia đình. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye các anh chị và các bạn. Đó, khu này là chợ Nancy nè. Chúng ta chạy thẳng là sẽ tới ngã 6 Cộng Hòa.